Alo, vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Và ngày hôm nay tiếp tục là Đông Tài sẽ làm clip về đấu đơn với một căn hàng gọi là quá chí rồi. Căn hàng này gọi là mới luôn, đúng không? Đó chính là K-Nuclei 2, Inferno Dragon. Và clip này mình xin làm tặng cho một người bạn trong clan của mình. Đó, sử dụng chính hạt của bạn đó luôn. Á đù. Đó, tính là hôm nay mình sẽ làm tặng cho Nguyên Tạ. Nghe cái tên là thấy nặng nặng rồi đúng không? Má cả 100 kg nhưng mới rồi. Nhưng mà bạn nói là mình làm clip tặng rất là lâu rồi, nhưng mà mình chưa có dịp làm. Hôm nay mình mới có dịp làm. Ủ nè. Mày ta đang nói mà mày cũng nhảy, nhảy vô. Vào đây. Ái là rồi xong. Ha, hai mạng ha. Con nó giết mình hai mạng rồi đó. Rồi, thôi bây giờ là mình bắt đầu mình chơi đây. Mình sẽ ít bình luận lại để cho nó tập trung hơn. Một em. Hai 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 ý ý trời ơi má giết ba mạng chết ba mạng rồi là sao cái này mình chưa quen hả? Nói chung là mình biết chơi cái này lắm, Đông Tà rất là ít tại vì đâu có rồi chơi đúng không? Đó. Thôi thôi rồi bắt đầu đè. Ồ, chuối đâu, hàng đâu, mau lời ra. Ấy da, ấy da, hàng hót nè, hót. Ôi da, à, địt má bay lên đây rồi, chết rồi. Hài thiệt. Rồi, nhưng mà nói thiệt là tôi chơi cận chiến rất là dở, anh em xem đừng đừng có chửi tôi quá nha. Thông cảm tôi đi mà, tôi chỉ có chơi cái C4 thôi. Rồi, chết mẹ ơi. Ấy, có con kia, nó dí mày, sao mày không ăn nó mà mày cứ ăn tao? Thèm lắm hả? À, cái đù má con này nó cái cà hó này chung là chơi dở lắm nên là anh em thông cảm nha, đừng đừng có gạch đá mình nhiều quá tội mình. À, tôi cũng làm clip nó cũng khổ lắm chứ nó đâu có sướng đâu thiệt chứ. À, cái gì vậy, nói thật sự mà nói á là anh em xem á mà nhiều lúc á mình thấy rất là ức chế cho mấy bạn nói mình này kia rồi đó. Thực sự ra mà nói á, nếu mà làm một clip không có dễ đâu mấy bạn à. Lúc mà mình làm á thì nó mình chơi nó khác nhưng mà mình làm nó là khác đúng không, mình nói chuyện rồi nó còn phân vân nhiều cái nữa, đâu phải là riêng gì ấy không đâu, nên là nó rất là khó làm chứ không phải dễ làm đâu, nên anh em thông cảm đi ấy vậy thôi chứ còn thực chất ra rất là khó đó. Hôm nay thì clip này mình làm cho nên là có fix hay là gì mình cũng sẽ đăng lên thôi, nên là anh em đừng đừng có gạch đá mình nhiều quá. Rồi thôi bắt đầu chơi nè. Má nãy giờ sao tôi nói nhiều quá, thằng này nhây nhây. Ui, cái room này gặp mấy cái room chơi toàn cận chiến khó chịu không ta. Đó, em xin má, con lợn này đá nữa kìa, đá nữa. Ui ấy da, trời ơi gì vậy ta, sao rồi má, hồi sinh ngay cái chỗ này là thấy không vui rồi. Trời ơi đông quá, rồi phết quá phết rồi. Cho mà cận chiến thì mình chỉ có chơi là ví dụ như Curry nè, họ mấy cái đó chơi hay. À cái đủ này chơi kỳ cục à, đá nữa mà hại. À, mày đá nữa không, mày đá nữa không. À con chó này đá. À, cái địch mẹ cái gì vậy ta, khó chịu dữ vậy hả? Ấy à, ấy à, à đục, à khó chịu quá. Chịu quá, 7 phút rồi, 7 phút rồi mà mới có mười mấy kill thôi là biết nó fix cỡ nào rồi. Đó, cái địch mẹ toái máu đéo chết đùa. À, thấy hơi bị ức chế rồi đó nha, đùa nhanh đi thủ cờ cờ thủ nữa hay lắm, hay là ấy cái đẹp.
Sao nó ảo vậy? Má vậy mà đếp chết kìa. Đếp chết kìa. Đây nè. Rồi, giật kiếm. Giật kiếm. Giật kiếm đi. Giật kiếm đi. Trời ơi, thủ nữa hả? Thủ nữa phải không? Thằng này thủ nữa. Quay 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 quay. Tui nghe. Má đâu. Rồi chết mẹ tôi rồi. Má dở dữ gì ta. Cầm ca nút le 2 VIP đồ chặt như cái cờ cờ. Đó nó thủ vậy thôi chứ sao mà chơi. Thủ vậy sao mà chơi. Lên đi chứ. Mạnh dạn lên. Mày thủ vậy. Cái địch. Con chó này. Tụi gì? Nó cái địch mẹ nó. Má con chó này nó đá nữa kìa. Nữa. Chết mình. Trời đủ má làm xạo vậy. Xạo luôn á. À cái đực má nè. Khó chịu dữ ta. Cái địch má nó thủ kìa. Má mấy con chó này. Thủ. 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 Đá. Trời ơi con này. Đá nãy tao thấy mày rồi. À cái địch. Tụi gì? Tụi gì? Mày nè. Thủ. Mày á, mày thủ sau nè, thủ sau nè. Thủ ấy da đồ, bà giàu sinh. Ăn hả? Cái địch má nó con lợn này hoài ta. Đây nè. Đây nè, đá nó đi, đá nó đi. Mày đá nó đi. Mày vô. Mày vô, mày vô. Mày vô. Từ từ. Bỏ đi, bỏ đi. Chết mẹ rồi. Má nó thủ sâu quá. Mày thủ ngay nè. Chặt chặt chặt. Má dí nó mất thời gian. Đậu uống má nó tươi xin nãy giờ mày đã biết. Bày xuống. Á đù phía sau. Vô tay mày xáo mày mày. Thương cha hơn cái anh đó. Cái gì vậy? Wow 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 wow. Mày nè. Đó con chó này là chuyên gia đá nè. Đó. Đá nè. Một mạng thôi. Đậu có cao thủ hơn nhau chứ một mạng thôi. Á đù má nó quay qua mình. Ừ. Thôi 3-1 đi, 2-1 đi, 2-1 đi. Ừ. Quay. Ah!
đục mẹ chết mình mới cay chứ. Trời đủ quá, bị lắc cái mọc quá. Vãi nồi thiệt. Má mình bị một chém rồi nó dí cho bằng được luôn ha. Dí cho bằng được luôn. Á đi. Đủ gì? Má cây vờ lờ ra. Mày dí. Mày dí. Này. Mày dí. Mày dí. Mày dí. Mày dí. Mày dí. Sao? À. Chuột trái hả? Trái thì chạy. Tuổi mày đủ quá nè. Hết combo kêu rồi. Ây da, chặt trúng tường luôn. Chặt loạn rồi. Nó thủ kìa, trời ơi. Thủ kìa. Qua đó mít kìa. Địt. Tới rồi. Không có. Tuổi gì, tuổi gì, tuổi gì. Đi mẹ cái đù. Nó gà quá. Ấy. Má đù. Bị một chém. Trời ơi. Vãi nồi hài. Thôi mình cũng nhìn tài clip từ đây thôi nha. Rồi hẹn anh em vào clip ngày mai. Nếu mà anh em thấy mà vui vui á thì subscribe rồi đăng ký kênh ủng hộ mình nha.